Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Chào mừng quý vị quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu một mẫu sản phẩm nữa là 18 chiếc ghế ăn Louis Hoa Hồng. Đây là đơn đặt hàng của anh Nam, Linh Đàm, Hà Nội. Phòng ăn của anh rất là rộng nên anh đặt 18 chiếc ghế ăn Louis Hoa Hồng 100% làm ở chất liệu gỗ hương đá, được đục chạm thủ công bằng tay, hai mặt như nhau. Bộ ghế ăn này là có kích thước như sau: chiều rộng là 52, chiều sâu là 42, chiều cao là 1m14. Toàn bộ phần ván là chúng tôi làm dày 3 phân. 18 chiếc ghế như nhau các bạn nha. Phòng ăn thì phòng ăn của anh là rất rộng. Tôi làm đục chạm hai mặt như nhau. Mời các bạn đi vào đường nét chi tiết đấy. Trăm phần trăm chất liệu gỗ hương đá, vách chúng tôi được hoa hồng hay còn gọi là ghế ăn hoa hồng. Các bạn muốn sở hữu bộ sản phẩm đẹp như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh 0986 88 33 49 hoặc 0985 22 66 84. Chúng tôi là nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây chúng tôi quay cả mặt sau, mặt trước cho quý vị xem nhé. Mặt sau chúng tôi cũng đổ hoa hồng này. Toàn bộ là chân cong, yếm cong. Hai mươi âm này là anh về nhà mới nên là chúng tôi hoàn thiện để kịp bàn giao cho anh trong thời gian sắp tới đây. 18 chiếc ghế ăn Louis Hoa Hồng. Chân cong, chân có đục hoa lan tây. Tôi quay lại gần cho các quý vị xem nhé. Toàn bộ phần ván của tôi làm dày 3 phân. Hàng này khác biệt hoàn toàn so với hàng trên thị trường. Quý khách hãy nhanh tay gọi điện để đặt hàng sớm nhất có thể. Mọi thông tin và chi tiết thì quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 88 33 49 hoặc 0985 22 66 84. Chúng tôi có thể tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Chúng tôi làm 18 chiếc ghế như nhau, đục hai mặt, đục bằng tay và chất liệu là 100% bằng gỗ hương đá. Như kích thước thì chúng tôi cũng báo rồi. Chiều rộng là 52, chiều sâu 42, chiều cao là 1m14. Còn chiếc bàn ăn của nó là bàn ăn nguyên khối thì chúng tôi đã bàn giao rồi. Còn ghế hôm nay chúng tôi mới làm xong. Bộ phần vách thì chúng tôi đục hoa hồng, trương là đục hoa lan tây. Đấy, rất nhiều. Đấy, khi chúng tôi lót lên một nước là vân nó hiện rất rõ, nhưng khi điểm mộc thì sắc vân thì nó lại như này, quý vị có thể biết rồi. Tôi đang đi vào hoàn thiện này. Được như nhau. Nếu quý vị nào muốn sở hữu thì hãy liên hệ ngay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh
để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi có thể đăng tải lên. Chúng tôi sẽ giới thiệu rất nhiều những mẫu sản phẩm mới. Đây là người thợ chúng tôi đây, đang phun lót đây. Đó, mới phun một lớp lót thôi là đã trông nó đã đều rồi. Chân này cũng có được 4 mặt với nhau, chân to 8 phân. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.